Mình hết cô nào rồi sao con mừng không Ti nè? Lo ghê. Sắp được đi chơi rồi đó coi. Ừ, mong là nó hết đi. Nhưng mà bây giờ người ta là vẫn bị ầm ầm luôn á. Nhiều quá, bây giờ nhiều người bị quá. Bây giờ có nhiều người. Xin chào tất cả mọi người nha. Sau gần 3 tuần á trốn ở nhà vì cái dịch Covid này, hôm nay thì cả nhà mình đi chợ. Đi sao con? Ồ, lấy. Hôm nay thì cả gia đình mình đi chợ nè. Mấy tuần là không đi chợ đó cả nhà. Bình thường thì tuần nào cuối tuần cũng đi chợ, nhưng mà mấy tuần này thì được gia đình tiết chế đồ ăn không mà không đi chợ. Hôm nay thì mình sẽ đi chợ và tính quay cái cảnh là chợ Việt Nam sau cái những cái lần lockdown. Tại vì giờ thì Cali là cái số dịch, số bệnh tăng lên rất là nhiều. Bệnh viện và tất cả những cơ sở y tế không có đủ chỗ để chứa những cái người bệnh nữa, thiếu rất là trầm trọng luôn, từ cái nhân viên y tế cho đến thiết bị y tế hay là đến những cái phòng chăm sóc đặc biệt này rất là thiếu. Bây giờ nó dàn dựng mấy cái lều á, kể lên lần rồi giờ nó cho những cái lều á, đâu có trong những cái phòng ấy đâu, đúng rồi, nằm ngoài cái lều không à. Oxy bây giờ Orange County nó cũng làm, nó đang phải chuẩn bị nhiều lắm, nhiều cái lều cũng vậy lắm. Trời hôm nay cũng rất là đẹp nè, không có lạnh lắm nhưng mà nắng. Đấy, bây giờ mình tới cái chợ rồi nè cả nhà. Đó, cái chợ đó là chợ gia đình mình hay đi nha. Bây giờ bệnh lắm con, mẹ vô một mình. Chợ Thuận Phát em mình thì superstore. Bây giờ thì mình sẽ đi lấy xe. Ngoài cổng chợ thì có cái tiệm nước nè. Cái tiệm khô bò. Ở cái kia phía trước là cái cổng sau cái chợ ha. Giờ có cái bảng này lắm nè. Đó, có cái chú đo nhiệt độ. Ừ, chỗ này đông quá. Chỗ này đông quá cả nhà ơi. Đó, mấy quầy tính tiền không? Rất là nhiều hàng luôn. Đó, đông lắm nè. Thường mình đi vào mình hay đi quầy trái cây trước ha. Mình cứ đi quầy trái cây. Ở đây là quầy rau củ. Đó, cả nhà thấy không? Đủ các loại trái cây luôn. Đó. Cam nè. Mùa này á mình cần bổ sung nhiều vitamin C. Bên đó hả? Rất là nhiều quả cam. Còn bên này là các loại rau củ quả nè. Đó. Bây giờ là mình cần chanh. Mình mua chanh. Rau. Thank you.
low key, keep it softly spoken, with no strings tied. Ở chỉ đông ở ngoài cổng thôi cả nhà ơi, còn vô trong này thì thấy cũng không có đông lắm, hơi vắng ha. Mình đi mua mấy cái hộp tôm. Tôm này à, có đầu hả, cái lông chín chín mà bự quá. Quầy đồ lạnh rồi này, quầy thịt cá, này đều quầy mấy cái đồ phụ gia, đồ phụ gia ha. Thích ăn mấy cái bánh này như đậu xanh sầu riêng, cái này là đậu xanh sầu riêng khoai môn, cái này là đậu xanh mung bean dưa, cái này ta hai bịch này. Đây là cái quầy gia vị nè, đây mình sẽ nấu phở bò, với cái phở bò nó một cái đồ nấu phở nữa. Đó. Ông già quê hương đây, cái này mình hay nấu bằng cái này nè cả nhà. Đang đi tới quầy thịt cá nha. Stream. Mua stream. Có 20 đồng chín chín. Cái này chín chín ra, cái này có đầu hả, cái này có đầu, mình sẽ lấy lại không đầu á, vắng quá trời luôn. Hôm nay quầy cá rất là vắng nha cả nhà ha, vắng quá. Người đằng kia là mua cá thôi, giống như là vắng hết quầy seafood. Bây giờ mình sẽ đi lấy bò viên, mình sang quầy thịt. Nhà thấy vắng lắm á, cấm ra chợ như vậy là vắng hơn mọi lần rồi. Cảm ơn bò viên răng quê hương không? Răng phải quê hương. Đây cái loại này quê hương nè, cái loại ông chồng ông thích nè, bò viên răng. Mua chồng mà bò viên răng quê hương, một nhỏ một to. Bây giờ thì mình sẽ đi qua quầy thịt ha, để xếp hàng, sẽ get like.
quá. Này hơi đông người chờ. Hôm nay các mặt hàng trong các cái quầy, cái tủ này ít lắm, không có nhiều. Cái nào cũng vơi vơi đến có chút xíu rồi. Cái quầy tủ thịt này nó còn rất là ít, nó không có nhiều như mọi lần. Không biết sao mà hôm nay mấy quầy này nó vơi đồ nhiều quá. Có thể là do người ta mua nhiều, hoặc có thể là do ít người tiêu thụ nên nó hả, nó mua rất là ít. Ồ, chân giò hôm nay ngon quá. Marina sẽ lấy một cái. Ồ, lấy cái chân gà này, lấy hai cái về gặm đi. Ồ, em này bự quá, nhìn không? 3.37 đồng nhưng mà cũng ngủ. Chợ hôm nay rất là thưa thớt và vắng. Vắng từ người cho đến đồ luôn. Lina cầm cái quay này mà Lina tê tay luôn á cả nhà. Tại vì trời nó lạnh quá. Đây nè, mình ướp barbecue hoặc là ướp mấy cái món thịt nướng á. Nè, mình mua cái nước sốt này nè, mình ướp rất là ngon. Có thể nướng thịt nướng gì cũng được. Hôm nay mình sẽ mua một chai nữa đi. Chai nữa để dành ướp thịt cả nha. Ồ, không còn gì hết, không còn con gà nào. Ui, gà thì cũng hết luôn rồi. Rồi xương gà, xương đồ cũng hết luôn. Cánh gà cũng còn luôn. Đây là vịt nha, 29 đồng 99 một con. Gà đi bộ thì 10 đồng 99 một con. Còn có con gà. Mình lấy một con này luôn đi. Đây là cái giò heo, cái xương heo. Chú ơi, còn gà không chú? Ồ, hết gà rồi cái nhà ơi, không còn con gà nào luôn. Tưởng con đó cuối cùng chứ ai ngờ có người mua rồi. Thịt ba rọi tươi mà hôm nay không có, còn thịt ba rọi đông đá thôi. Không biết lấy miếng nào luôn á. Thôi lấy một đại một miếng đi. Miếng thứ nhì đi ha. Miếng thứ nhì hay miếng đầu tiên? Miếng thứ nhì đi. Ba rọi đông đá không có ngon lắm nhưng phải lấy thôi. Dạ, cho con miếng ba rọi thứ nhì. Dạ, đúng rồi. Dạ, giúp con cắt làm 4 thôi hả? Dạ. Đó, chú đang cắt ba rọi cho mình ha. Hôm nay chợ rất là vắng luôn. Sườn heo 4 đồng 19. Lấy bình chưa nha, lấy bình chưa. Dạ, bao tái. À, cho con 2 cục bò tái. Dạ, 2 cục nhỏ. Cục trong này nhỏ nè chú. 2 cục nhỏ chú. Dạ, trong này có 1 cục. Dạ, đúng rồi.
Dạ, con coi bò. Con coi bò đại hàng. Cho con 2 phao chứ ạ. Thế sự bò đại hàng 5.99 một phao. Con 2 phao. Dạ xong rồi, con cảm ơn chú. Rồi con cảm ơn nhiều. Đó, rồi xong rồi, mình mua xong. Mình qua quầy quầy cá đi. Đây là cái cá cắt sẵn rồi nè. Này đồ rất là ít luôn, cái gì cũng hết nè, quầy nào cũng hết luôn. Giờ ông xã mình nói mình đi lấy mấy con mớt sò bình thường tôm hùm anh nhiều con không còn tôm hùm luôn. Bình thường ở đây là mấy cái bể này là chứa tôm hùm không đó cả nhà, nhưng mà giờ không còn. 11.99 nè. Đó, không còn một con luôn. Mình sẽ đi lấy mớt sò. Có con gì trong này không? Ồ, trong này còn không còn luôn rồi nè ha. Có mấy con nghêu 3.99 một thao. Sò huyết 4.99 một thao. Đó. Vắng lắm cả nhà ơi, ít đồ lắm. Mình sẽ mua mớt sò. Mình sẽ lấy một mớt sò này ha. Này này, con bự quá. Trứng cá tươi. Đó là thằng em thấy nhiều sạch luôn không? Sạch xanh luôn rồi. Mình lấy một cái đĩa mớt sò đi. Đó, mình lấy cái này đi. Đây là cái kho hàng của chợ ha. Đó, đây là cái kho hàng. Rất là vắng tanh, vắng teo. Dạ, mua dịch đi đâu mà thấy chán ha. Vắng quá. Đây con mấy cái cá này, quầy cá này. Đó. Cá gì cũng có hết á. Rồi cá ba sa bự chà bá luôn, 3.79 một thao cũng rẻ. Mình ăn không có hết. Cá nục nè, 3.79 nè. Cái này còn không có cua luôn, bình thường có cua trong này cả nhà. Cái này cũng không có luôn. Còn cua này, nhưng mà cua này là cua nhện. Cua nhện này ăn á, cua nhện này nó không có ngon đâu. Biết bao nhiêu một phao nữa. Ồ, nè, có cua đá. Cua đá 3.99 một phao. Hết à? Chết hết à? Bây giờ thì mình sẽ đi mua mực. Đây, mình sẽ mua cái mực này đi. Đủ quá ha. Cái này cũng được. Về ăn lẩu rất là vắng luôn cả nhà thấy không, vắng lắm. Giờ mình sẽ đi lấy
bún. Đây là quầy khô nha, kề lương khô, bún, phở, hủ tiếu gì là mấy cái loại đây. Mình sẽ lấy đi vài bịch bún đi. Mọi người thấy không? Có một bóng người trong này luôn. Cái dịch nó thấy ghê không? Không có ai trong này, ở bên ngoài kia bắt đầu có người. Bây giờ mình đi mua mì. Mình không vắng không? Đó, đây là quầy tính tiền. Bình thường đứng đông lắm. Nhưng mà anh mua quà. Mà bây giờ hả, vắng không? Rất là vắng luôn. Nhà tôi vắng rồi là vắng không? Đây là các loại nấu lẩu nè, các loại gia vị nè. Vắng hơn là vắng luôn, rất là vắng hơn. Đây là cái loại phở mà mình hay ăn nè cả nhà. Cái loại này là bánh phở tươi, sợi nhỏ nè, phở tươi sợi nhỏ. Lấy một loại bánh phở khô nữa, nhỏ thôi, mình không có nấu nhiều. Cơm Mỹ. Bây giờ là đi tìm đây là quầy bánh kẹo nha cả nhà, đầy đủ các loại bánh kẹo luôn. Coi có loại bánh nào ngon. Đứa nhỏ nó thích cái loại loại nhỏ nhỏ nè. Đây là cái gì chăng? Hỏi sống là chăng? Nó thích loại này. Cái này thì mình mua cho nó cái này. Hôm nay chợ vắng lắm cả nhà thấy không?
mình đi cái lane nào cũng vắng người, người đi chợ rất là ít, mặt hàng cũng thiếu, cũng vơi đi nhiều lắm. Đây là cái nhẫn, cái xe hôm nay Hà Ly nào mua được, mình mua được cái gì mình cũng mua hết, thịt cá rau rồi đồ khô rồi bánh đồ ăn vặt rồi cho mấy đứa này. Soft spoken with no strings tying you to me. Đây là quầy tính tiền. Quầy tính tiền rất là vắng. Bình thường thì mình xếp line rất là dài, nhưng mà hôm nay thì không có ai xếp line nhiều, thành cứ ra là tính tiền thôi. Rất là vắng luôn. Halina xin dừng video tại đây nha cả nhà. Tại vì mình cũng mua xong đồ rồi mà đang quay thì cái điện thoại nó hết pin đó. Halina hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Chợ hôm nay rất là vắng nhưng mà mình cũng mua được rất là nhiều đồ. Và xin cảm ơn mọi người đã xem video hôm nay của gia đình mình nha. Mấy cha con đang chờ ngoài xe thôi, chứ mấy cha con không có vô trong. Tại vì dịch á nên mấy gọi ngoài xe chờ mình. Mình xin kết thúc video đại nha. Bye bye.